Xin chào tất cả thầy cô và các bạn đã đến với Bitrang Sogo 3 của Học viện Tâm Trí Lực. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Ngọc Hiên Di, năm nay con học lớp 2, con 7 tuổi, con đến từ An Giang. Ba từ để nói về con là tự tin, sáng tạo và thông minh. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Hôm nay con xin làm 5 phép tính cộng trừ đơn giản từ 6 đến 9. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên con xin giới thiệu lại tư thế ngồi. Chân của chúng ta sẽ đặt song song với bàn, không bắt chéo chân. Lưng thẳng không dựa vào thành ghế. Bàn tính cách mép bàn 4 ngón tay. Tay phải, ngón cái và ngón trỏ làm càng cua. 3 ngón còn lại sẽ cầm bút chì. Bên tay trái, ngón trỏ và ngón giữa làm cây kéo. 3 ngón còn lại sẽ giữ bàn tính. Nào, chúng ta cùng bắt đầu phép tính thứ nhất. Khoan đã mẹ chứ. Rồi, phép tính thứ nhất. 5 cộng 2 cộng 2 trừ 7 bằng 2. Phép tính thứ hai. 8 trừ 6 cộng 2 trừ 1 bằng 3. Phép tính thứ 3. 6 trừ 1 cộng 4 trừ 9 bằng 0. Phép tính thứ 4. 7 cộng 2 trừ 8 cộng 2 bằng 3. Phép tính thứ 5. 1 cộng 7 trừ 5 cộng 6 bằng 9. Tiếp theo con sẽ thực hiện ảo tính 5 phép tính. Ảo tính phép tính thứ nhất. 5 cộng 2 cộng 2 trừ 7 bằng 2. Phép tính thứ hai. 8 trừ 6 cộng 2 trừ 1 bằng 3. Phép tính thứ ba. 6 trừ 1 cộng 4 trừ 9 bằng 0. Phép tính thứ tư. 7 cộng 2 trừ 8 cộng 2. Mày đọc lại nha nè. 7 cộng 2 trừ 8 cộng 2 bằng 3. Phép tính thứ 5. 1 cộng 7 trừ 5 cộng 6 bằng 9. Video của con đã hết rồi. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.